Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Tiêm hai mũi vaccine AstraZeneca cách nhau 10 phút, nữ giáo viên nói gì? Nữ giáo viên cho biết do tâm lý hồi hộp, lo lắng nên giây phút đó bản thân bị sao nhãn. Bất ngờ tiêm hai mũi vaccine AstraZeneca cách nhau 10 phút, chứ không hề có chủ đích cô L -L, 32 tuổi, giáo viên tiêm hai mũi vaccine cùng lúc gây xôn xao dư luận vừa có tương trình gửi ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 trường thủy và phòng giáo dục đào tạo GDDT, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Theo cô L, khoảng 7 giờ 30 ngày 18 tháng 9, phòng giáo dục đào tạo huyện Lệ Thủy đã tổ chức cho các giáo viên trên địa bàn đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy làm thủ tục tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng theo quy định, đúng lịch hẹn, cô L. Có mặt tại điểm tiêm và mang theo hai tờ giấy, gồm giấy tự nguyện kê khai tiêm vaccine và tờ giấy do bác sĩ khám xác nhận tiêm vaccine để vào làm thủ tục tại bàn tiêm số 1 sau khi tiêm. Thay vì nộp giấy ở bàn cấp phát giấy chứng nhận và ngồi chờ 30 phút theo quy trình tiêm chủng thì nữ giáo viên này lại di chuyển sang bàn tiêm số 2. Dù vẫn biết là tiêm hai mũi phải cách nhau, nhưng lúc đó tâm trạng tôi lo lắng, hồi hộp, phần nửa lại đang có việc gia đình. Lúc này như ai suy khiến, tôi lại đi qua bàn tiêm số 2, tôi tiếp tục đưa giấy và được tiêm tiếp mũi hai luôn lúc đó tôi mới giật mình và báo với cán bộ y tế cô L, Trần Tình. Nữ giáo viên giải thích rằng do bản thân quá run sợ nên không để ý đến việc phải nộp giấy tại bàn, chứng nhận mà tiếp tục di chuyển qua bàn số 2 để làm thủ tục tiêm và khẳng định không hề cố tình che giấu hay có chủ đích để tiêm hai mũi cùng lúc, bởi cô hiểu rõ việc tiêm hai mũi vaccine liên tục sẽ rất nguy hiểm. Theo cô L, một số luồng thông tin nói cô có ý định gian dối để tiêm bốn mũi vaccine cùng lúc là không đúng. Việc này khiến bản thân cô L từ hôm qua đến nay hết sức áp lực, bức xúc. Nữ giáo viên cũng đã làm tường trình sự việc để gửi lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện Lệ Thủy. Trong một diễn biến khác, khi trả lời báo chí ngày hôm qua, ông Lê Viết Sĩ, trưởng phòng y tế huyện Lệ Thủy, xác nhận thông tin cô LTL đã tiêm hai mũi vaccine cùng lúc và cho biết lỗi này là do các nhân viên y tế tại các bàn tiêm không kiểm tra kỹ. Ông Sĩ cũng cho biết khi các bác sĩ dò hỏi về việc nữ giáo viên sao lại cố tình tiêm hai mũi vaccine chỉ cách nhau 10 phút, cô L trả lời, tôi định tiêm 4 bàn 4 mũi. Trong khi đó, theo ông Ngô Đức Vận, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa huyện Lệ Thủy, thông tin nói cô giáo lờ, có ý định tiêm 4 mũi thực hư chưa rõ và khẳng định không phải từ phía bệnh viện đưa ra. Đơn vị này cũng đã có báo cáo cụ thể gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình, Sở Y tế. Ông Vận cho biết hiện đơn vị đang tích cực theo dõi sức khỏe của cô giáo lờ, phía bệnh viện cũng sẽ thường xuyên liên lạc để kịp thời xử lý nếu có vấn đề xảy ra, theo lãnh đạo trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 trường thủy. Cô giáo L, T là một giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có năng lực và trách nhiệm trong công tác, hết lòng thương yêu học sinh, được phụ huynh và học sinh quý trọng, lãnh đạo trường tin tưởng. Năm học này nhà trường phân công cô giáo L, dạy lớp 2 là lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018. Như báo người lao động online thông tin, trong quá trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã xảy ra sự việc hy hữu, một nữ giáo viên đã tiêm hai mũi chỉ cách nhau chưa đầy 10 phút. Cụ thể, Hôm ngày 18 tháng 9, huyện Lệ Thủy triển khai tiêm gần 2.300 liều vaccine AstraZeneca tại Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Văn hóa huyện này. Sau khi cô L vào tiêm cùng lúc hai mũi vaccine, phát hiện sự việc, đội ngũ y tế lập tức đưa nữ giáo viên này sang phòng khám bên cạnh để theo dõi. Sau hơn 40 phút, thấy sức khỏe bình thường, bệnh viện đã cho người chở cô L về nhà. Đến sáng nay, sức khỏe cô giáo này vẫn ổn định.